Xin chào các bạn. Đây là một cái ba ga bảo vệ dành cho xe cúp đèn tròn nha. Thì ba ga này nó có hai loại. Một loại là dành cho cúp đèn tròn, với một loại là dành cho xe cúp đèn vuông nha. Thì cái ba ga này dành cho cúp đèn tròn. Đèn tròn thì cái bát nó bắt ở sườn, còn đèn vuông thì cái bát nó bắt ở trên kia. Cái bát này nó sẽ nằm ngang ở trên. Đấy. Thì cái ba ga của bên mình là có thể ngồi được, chở đồ được. Còn cái ba ga lúc trước thì nó mỏng hơn, thì cái bát nó không bắt ở đây, một cái bát nó bắt ở đây, còn một cái bát thì nó bắt vô cái biển số, là khi chúng ta ngồi xuống nó sẽ hư cái biển số, thì cái ba ga đó chúng ta không có ngồi được, mà nó chỉ có bảo vệ thôi. Nhiều khi mình tâm người ta đụng vào cái lồng thì cái biển số nó gãy, còn riêng thằng này thì sắt, nó rất là chắc chắn, các bạn thấy mà. Người ta làm cái cây thanh này rất là chắc chắn, rồi một con ốc bắt vô trong cái cuộc, ốc còn lại bắt vô trong cái sườn để chúng ta có thể ngồi được. Cái lật này chúng ta có thể ngồi được, ngồi lên đây được, chở đồ được nha. Chúng ta có hai cái bảo vệ hai bên, chúng ta gắn vô đây để nó không có bị gãy hai cái đèn tai xi nhan. Thì đây là cái dành cho đèn cầu, cái đèn vuông nó cũng giống y chang vậy luôn, nhưng mà cái bát nó bắt ở trên thôi, còn cái đèn tròn nó bắt ở dưới. Bây giờ mình sẽ đóng hàng rồi gửi đi cho khách nha, đi Bắc Ninh. Ổ điện thì đây nha. Đó. Làm đâu mà. Ngồi ngồi đây làm cho nó chấm chấm được không? Có cái bàn nhỏ rồi ngồi đây đi. Nó quá thì gấp luôn. Không có thời gian. Ê, người ta đang quay phim. Ủa vậy hả? Trời trời, con đó. Ồ, mày cáo lỗi, sorry. Vậy hả? Quay cảnh xếp hàng ha. Anh mà có vợ vậy, anh có vợ nói em chứ anh giờ này vợ anh đâu có tiền tụng, nói anh mất tiêu rồi đó, anh ở đây với em. Có bạn lắm đó, sao chào anh lát nắng không? Hả? Nắng không? Bên đây là không nắng đâu. Những cái xe bay mua cũng phải một phần đúng không? Cái xe kéo á. Không, cái đó không có. Có bằng ba bánh á, có bằng á, nó thuộc loại xe thô sơ mà, nhưng mà em nhớ có bằng á, có ai nói có bằng xe đó 175 à. Nhưng mà cái chiếc như vậy á, nó bốn bánh, cũng cái máy đó bốn bánh, có nhớ là
Cái gì đây?